cái bạn ơi. Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục ra hồ Gia Ui test cám nền tổng hợp của đam mê câu cá nha các bạn. Đây các bạn, đây là cám nền tổng hợp, đây là gói 1 kg nha các bạn. Đây, mình sẽ trộn chung với lại cái mồi nền ủ chua. Đây là mồi nền khoai lang ủ chua mình đã chia sẻ rất nhiều ở trên kênh YouTube đam mê câu cá của mình rồi. Các bạn có thể vừa vô tham khảo và làm để trải nghiệm thử nha các bạn. Đây, cái này 1 lạng, còn cái này 500 g. Đó, ví dụ cái này các bạn cho một lạng thì các bạn trộn với lại nửa gói cám nền tổng hợp này là các bạn có thể câu được tất cả các loại cá nước ngọt như trôi, chép, chấm, phi, mè, chê cha. Đó, thì hôm nay là lần thứ hai, phần 2 mình đi test cái cám nền tổng hợp này của đam mê câu cá này cho mọi người xem ở ngoài hồ Gia Ui nha các bạn. Hôm nay là mình đi sớm nha, hiện tại bây giờ là 1 giờ sáng rồi, tại vì mình được nghỉ được một ngày phép nên mình tranh thủ thời gian mình đi test cái cám nền tổng hợp này cho mọi người xem. Hy vọng đợt này mình test sẽ được rỡ và hy vọng mình sẽ được có cá to để quay lên cho tất cả mọi người cùng xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ trộn mồi và câu luôn. Một cái thao mình sẽ khui cái gói cám nền tổng hợp ra. Đây là gói cám nền tổng hợp, mùi vị rất là thơm, chua thơm. Đây, mình sẽ trộn một phần ba gói, nói chung lại là gần một gói đó các bạn, chung lại là còn cái này khoảng nó chừng 3-4 lạng, khoảng mà trộn khoảng ở chừng 60 lạng, nên đánh ít thôi, đánh ngày mai mình mới đánh chín nha. Rồi mình sẽ cho cái mùi nền ủ chua này vào đây. Đó, bao nhiêu đó mùi nền ủ chua là đánh được rồi các bạn, cho nhiều quá cá mè nó phá. Rồi các bạn bóp ra. Rõ ràng nha các bạn, mình không có thêm bất cứ một cái nguyên liệu nào vô đây hết nha. Đó, chỉ cái mùi nền ủ chua và cám nền tổng hợp của đam mê câu cá. Đó, hai cái đó trộn lại với nhau rồi câu thôi. Vẫn như tuần trước, ra ngoài hồ lấy nước hồ câu trộn mồi. Đây, đây cần mình nó ra cần nè. Đó, 5 cần ăn xe. Giờ mình ra ngoài hồ nè, hiện tại là có gió các bạn nè, đang có gió nè. Đó, thấy không? Rõ ràng nha các bạn, ở ngoài hồ nha, lấy nước nè cho vào nè, nè lấy nước nè cho vào nè, nó rõ ràng nha các bạn. Đó, cho vào ít thôi, dùng ngón tay đảo cho nó đều lên. Mồi chúng ta nó dẻo, cái mồi này của mình nó dẻo lắm các bạn nè, nhưng mà cá ăn rất là nhạy, rất là dễ dính. Đó, nói chung lại là 1 kg mồi mình thay được mình câu được hai đợt mồi các bạn, thay được 2 đợt mồi. Nếu mà nắng mồi nhỏ thì được 3 đợt, nắng mồi mà trung bình thì được 2 đợt, còn nắng mồi to thì chắc được không được 6-7 cục cỡ đó, tùy các bạn thôi. Đây đây là mồi ngâm, hiện tại bây giờ nó đang có sóng nè, nó dễ tan mồi nên mình sẽ bóp mồi cho nó dẻo dẻo nha các bạn, nè cho nó dính tí, quăng cho nó đỡ bị sóng đập, đỡ bị tan mồi. Đó, ok, xong, đã xong. Bây giờ vô là bóp mồi lăn xe là câu thôi. Hay đi vô nè, đây là cái túp lều lý tưởng của mình nè các bạn. Đây, mình ra đây lúc 12 giờ, bây giờ 1 giờ rồi, ra cần rồi soạn đồ nó lâu quá. Đây, giờ tiến hành nè, nắng mồi vào trong lăng xe xong rồi câu luôn. Đây, đây là lưỡi BKK
còn đây là lưỡi Senko Titan. Đây là size số 11. Còn đây là size số 7. Số 7 là bằng số 12 thường. Số 11, đây là số 11 nha các bạn, lưỡi Titan. Lưỡi Senko Titan. Hộp 330 lưỡi. Lưỡi này nó rất đắt. Nắng mồi vào thôi. Nắng mồi nhỏ thôi các bạn ơi. Tiết kiệm mồi. Bộ này mình ngâm tới sáng luôn các bạn. Nếu mà dưới hồ nó có cá sẵn các bạn, nó quen mồi, nó thích cái mồi mình, nó hiệu quả, nó ăn luôn. Nhưng mà ban đêm này cá mè nó ăn ghê lắm các bạn, còn cá chép cái trôi ấy, sáng mới ăn, sáng hoặc hừng sáng ấy, nó mới ăn. Còn hên hên lắm giờ quăng xuống là nó có, nó ở dưới là vô nó ăn luôn. Chung lại là tuần trước là mà, lúc mà mình kết thúc video các bạn, mình quay cần lên á, dính được con chép nữa, chép đỏ gần ký á, nhưng mà mình không quay. Mình tính quay lại cho mọi người xem được con chép đỏ đẹp, đẹp đẹp lắm, chép hồng quá trời đẹp luôn, nhưng mình không quay. Tính ra là tuần trước vừa rồi là được 7 con, sảy nhiều lắm, sảy 5 số con, nào là dính mắt mèo, nào là bung lưỡi lum lum hết. Hy vọng là đợt này nó có gì đó, nó thành công nha các bạn. Hy vọng là sẽ có cá to nha, cá trôi hoặc cá chép to to để quay mọi người xem. Chứ mình đi test mồi mà mình câu lên những con cá nhỏ quá các bạn cũng không thích. Nhưng mà bây giờ biết sao giờ các bạn, cái hồ tự nhiên mà, người ta giăng lưới kích điện đồ kéo cá đồ, cá nó nhát nó dữ lắm, giăng lắm. Nhưng mà con cá to nó khôn lắm, nó đâu có chịu ăn đâu. Đôi khi nó kéo hết cá luôn á, không có cá dưới luôn á, nên rất ít cá, nên mình đi câu tỷ lệ lên cá to ít lắm, toàn cá nhỏ đi nhiều đó. Bởi vậy các bạn cũng theo dây, các bạn cũng phải thông cảm với mình chứ, mình đâu có nhiều thời gian để mình đi câu đâu. Thôi để mình nắng hết cái đống này, mình thay mình quăng mồi ra, tí nữa mà có cá ăn mình báo, mình quay báo quả các bạn xem. Ban đêm mà có thui à, mình đâu có quay trực tiếp được đâu. Khi nào mà có cá nó ăn được được thì mình quay lại cho mọi người xem vậy đó. Bây giờ mình đi câu có một mình nè các bạn, ít khi được nhiều người lắm, đam mê mà, đâu phải có được đam mê. Đam mê là dễ đâu các bạn, khó lắm các bạn ơi. Kìa, cứ bóp đại 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 cái gắn lưỡi vô là quăng xuống dưới đó là có cá, nó có cá là nó ăn thôi đó. Ok, bây giờ mình sẽ đánh hết nha, sau đó mình ra cần nha các bạn. Tí nữa có cá thì mình sẽ view lại cho tất cả mọi người cùng xem nha. Ok. Các bạn ơi,
Cá mè các bạn ơi, con này ký gửi các bạn. Ok, cần cảnh cá nó kéo cần hấp dẫn là được rồi các bạn ơi, cá gì không quan trọng nha các bạn. Trong món các bạn ơi, ba con rồi, một con mè dinh nửa ký, một con cá mè trắng hơn 1 ký và một con cá mè bò. Con này ký gửi nha các bạn. Ok nha các bạn.